Đình Hòn Volvo xin kính chào anh chị. Hôm nay tại showroom Volvo Car Đà Nẵng tôi trưng bày một chiếc xe có thể gọi là hot nhất thị trường hiện nay, đó chính là Volvo XC60 bản B6 màu đen. Mời anh chị cùng Hòn trải nghiệm mẫu xe này. Volvo XC60 màu đen hiện đang có mặt trực tiếp tại showroom Volvo Car Đà Nẵng tại địa chỉ 02 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng. Nếu có thời gian rỗi, kính mời anh chị ghé qua tham quan cũng như lấy thử trải nghiệm mẫu xe này. Xe cũng đang có sẵn và giao ngay, cho nên nếu anh chị thích cũng có thể đưa luôn xe về nhà. Volvo XC60 được thiết kế mang đậm phong cách Bắc Âu, với điểm nổi bật ở phần đầu là bộ lưới tản nhiệt được thiết kế hình thác nước, mạ chrome sang trọng. Logo Volvo được thiết kế theo dạng 3D nằm ở ngay khu vực trung tâm, cũng là một trong những điểm nhấn sang trọng cho XC60. XC60 còn được trang bị bộ đèn full LED hình búa to đặc trưng của hãng. Hệ thống đèn cũng có nhiều tính năng thông minh, ví dụ như tự động pha cốt, tự động điều chỉnh góc sáng và nhiều tính năng thông minh khác. Volvo XC60 sở hữu phong cách thiết kế tinh tế theo kiểu Bắc Âu, nổi bật trong phong cách thiết kế là những đường dập nổi đang xen với những đường dập chiều, giúp cho XC60 mang một vẻ đẹp tinh tế và điềm đạm. XC90 còn được trang bị bộ mâm cỡ lớn lên đến 19 inch, giúp xe trông thể thao và sang trọng hơn. Phần đuôi xe của XC60 cũng được hoàn thiện một cách gọn gàng, tinh giản và cao cấp, với bộ đèn full LED kích thước lớn, hình móc cao đặc trưng của hãng. Cùng với đó là các chi tiết mạ chrome như dòng chữ Volvo XC60 và dòng chữ B6 là một trong những điểm nhấn quan trọng cho xe. B6 là tên mã động cơ của mẫu xe này. Động cơ B6 là một trong những động cơ mạnh nhất trong phân khúc hiện nay, với sức mạnh lên đến 300 mã lực nhờ công nghệ pin tăng áp Mild Hybrid kết hợp với bộ nén khí Supercharged và công nghệ turbo tăng áp Turbocharged. XC60 cũng là một trong những mẫu xe hiếm hoi trong phân khúc được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD trên tất cả phiên bản của mình. XC60 cũng được trang bị hàng loạt tính năng an toàn có thể kể đến như hệ thống khung gầm được làm bằng thép boron siêu cứng, một loại thép thường được sử dụng trong chế tạo xe tăng, 12 cảm biến trước sau, camera 360 độ, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, hệ thống tự động phanh và hàng loạt tính năng an toàn khác. Tiếp theo, em Hoàng sẽ phép mời anh chị tham quan không gian nội thất bên trong của Volvo XC60. Volvo XC60 mang trong mình phong cách thiết kế đậm chất Bắc Âu với đặc trưng là tối giản, tinh tế nhưng kém phần sang trọng. XC60 hiện đang có hai tùy chọn nội thất, đó chính là màu nâu maroon và màu vàng amber. Màu vàng amber cũng chính là màu anh chị đã được nhìn thấy trong video này. Toàn bộ ghế trên xe Volvo XC60 đều là ghế da nappa. Da nappa cũng là một trong những loại da tốt nhất trên thị trường hiện nay, với đặc tính là bền bỉ, dễ vệ sinh và cực kỳ mềm mịn. XC60 còn được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng với 3 khu vực vị trí, đó chính là lưng ghế, phần mông và phần đùi. Ngoài ra, XC60 còn được trang bị tính năng nhớ ghế 2 vị trí, giúp anh chị có thể thao tác một cách nhanh chóng mà thuận tiện. Vô lăng của XC60 cũng được bọc da cao cấp. Trên vô lăng cũng được trang bị hàng loạt nút bấm, giúp anh chị có thể dễ dàng thao tác để điều chỉnh xe. Bên cạnh đó, Volvo XC60 cũng được trang bị màn hình cỡ lớn có tích hợp tính năng Apple CarPlay. Mọi tính năng trên xe anh chị cũng có thể điều chỉnh thông qua màn hình này. Ví dụ như là kiểm tra tình trạng xe, bật camera 360 độ hoặc là bật điều hòa. Hai hàng ghế trước của XC60 cũng được trang bị các lỗ thoát khí, giúp cho xe có thêm tính năng làm mát cũng như là giữ lưng ghế. Sạc không dây của XC60 cũng được thiết kế cực kỳ tinh tế khi nằm ẩn dưới lớp gỗ walnut sang trọng. XC60 còn được trang bị cần số pha lê đến từ thương hiệu Orrefors, một thương hiệu pha lê danh tiếng đến từ Thụy Điển có lịch sử hàng trăm năm. Không gian phía sau của Volvo XC60 cũng cực kỳ rộng rãi và thoáng đãng. Trần xe được thiết kế cao giúp cho người trên 1m9 vẫn có thể ngồi một cách thoải mái và rộng rãi. Mẫu xe này cũng được trang bị đầy đủ các cửa gió điều hòa, cùng với đó là dàn điều hòa riêng. Xe cũng được trang bị bề tì tay tích hợp với chỗ để ly, giúp cho những chặng đường với Volvo XC60 là những giây phút thư giãn nhất. XC60 còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panoramic, giúp cho xe trông thoáng đãng và rộng rãi hơn. Volvo XC60 còn được trang bị tính năng lọc không khí, có khả năng lọc bụi mịn lên đến 2.5 PM. XC60 cũng được trang bị 15 loa có công suất lên đến 1.100W đến từ thương hiệu Bauer Wiskin, một thương hiệu loa danh tiếng đến từ Anh Quốc. Volvo XC60 được trang bị cốp chỉnh điện, do đó anh chị có thể mở cốp chỉ với một nút bấm hoặc là có tính năng đá cốp. XC60 cũng có dung tích cốp khá lớn lên đến 505 lít. Với dung tích này, anh chị hoàn toàn có thể để vài bộ gốp hoặc là vài cái vali một cách dễ dàng. Nếu cần thêm không gian, anh chị cũng có thể gặp thêm hàng ghế thứ hai, dung tích lúc này sẽ là 1.432 lít. Vậy anh chị nghĩ sao về mẫu xe này? Xin đừng ngần ngại hay để lại lời bình luận ở bên dưới để cho Hòn biết nhé. Volvo XC60 cũng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ tới Hòn thông qua số 0935 384 222. Đình Hòn Volvo, an toàn, uy tín. Và tiếp theo, em Hòn sẽ phép mời anh chị chiêm ngưỡng lại một lần nữa Volvo XC60 B6 Ultimate màu đen, nội thất vàng amber.
Đình Hoàng, Volvo xin cảm ơn anh chị đã theo dõi. Nhớ like và subscribe cho Hoàng nhé.